Cuốn 7, chương 11, giải thích. Phật thế giới hích nguyện, kinh, nguyện lãnh thọ vô lượng thế giới hích của chư Phật. Luận. Các Bồ Tát thấy các thế giới hích của các chư Phật độ trang nghiêm vô lượng, phát các lời nguyện. Có thế giới Phật hoàn toàn không có các khổ, cho đến không có tên ba đường ác. Bồ Tát thấy rồi tự phát nguyện, khi ta thành Phật, thế giới ta không có các khổ, cho đến không có ba đường ác, cũng sẽ như vậy. Có thế giới Phật trang nghiêm bằng bảy báu, ngày đêm thường có ánh sáng thanh tịnh. Mặc dầu không có mặt trời, mặt trăng, Bồ Tát bèn phát nguyện. Khi ta thành Phật, thế giới ta thường có ánh sáng thanh tịnh, cũng sẽ như vậy. Có thế giới Phật, hết thảy chúng sanh đều thực hành người thiện, có đại trí tuệ. Y phục ẩm thực nghĩ đến liền có, bèn phát nguyện. Khi ta thành Phật, chúng sanh trong quốc độ ta, y phục ẩm thực cũng sẽ như vậy. Có thế giới Phật, thuần các vị Bồ Tát, sát thân như Phật, với 32 tướng tốt quang minh chiếu suốt, cho đến không có tên thanh văn bích chi Phật, cũng không có nữ nhân. Hết thảy đều thực hành Phật đạo thâm diệu, du hành đến mười phương giáo hóa hết thảy, rồi phát nguyện, khi ta thành Phật, chúng sanh trong quốc độ ta cũng sẽ như vậy. Như vậy vân vân, vô lượng Phật thế giới đủ thứ trang nghiêm, Bồ Tát nguyện đều được cả. Vì vậy nên gọi là nguyện thọ vô lượng thế giới Phật. Hỏi: các Bồ Tát hạnh nghiệm thanh tịnh thì tự được quả báo thanh tịnh, vì sao cần phải lập nguyện rồi sau mới được? Cũng như nhà nông được lúa há lại chờ ước nguyện. Đáp: là phước mà không có ước nguyện thì không có mục tiêu, vì có nguyện dẫn lối mới thành tựu được. Cũng như vàng nấu chảy, tùy theo thợ làm vàng không nhất định. Như Phật dạy, có một người tu được một ít phước bố thí, một ít phước chỉ giới mà không biết phát thiền định. Thế nhưng khi nghe nói trong loài người có kẻ giàu vui, tâm thường niệm tưởng á trước nguyện ước không bỏ, nên sau khi mệnh chung sanh làm người giàu vui. Lại có người tu một ít phước bố thí, một ít phước chỉ giới mà không biết pháp thiền định. Thế nhưng khi nghe nói có các cõi trời tứ thiên vương thiên, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đô xuất đà thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, tâm thường nguyện ước, nên khi mệnh chung đều được sinh lên cõi ấy, đó đều là do nguyện lực mà được. Bồ Tát cũng như vậy, tu theo lời nguyện tịnh quốc độ, vậy sao mới thành? Vì vậy nên biết nhân nguyện mà được thọ quả báo thù thắng. Lại nữa, trang nghiêm Phật độ là việc lớn, chỉ tu hành công đức không thể thành được, phải cần có nguyện lực cũng như sức bò. Tuy hay kéo xe nhưng phải có người cầm cương mới có chỗ đến. Nguyện thanh tịnh quốc độ cũng như vậy, phước như xe bò, nguyện như người cầm cương. Hỏi: nếu không phát nguyện không được phước ư? Đáp: tuy được nhưng không bằng có nguyện. Nguyện thường giúp cho phước, thường nhớ nghĩ sở hành phước đức được tăng trưởng. Hỏi: nếu phát nguyện mà được quả báo thì như người làm 10 nghiệp ác không nguyện sanh địa ngục, chắc cũng không bị quả báo địa ngục. Đáp: tội phước tuy có quả báo nhất định, nhưng có người phát nguyện tu một ít phước mà nhờ có nguyện lực nên được quả báo lớn. Như trước nói, trong khi mắc quả báo khổ mà hết thảy chúng sanh đều nguyện được vui, chứ không ai nguyện được khổ, thế nên không nguyện sanh địa ngục. Vì vậy nên phước thì có vô lượng báo, mà tội thì hữu lượng. Có người nói tội báo lớn nhất thì đọa a tỳ địa ngục thọ báo một kiếp, phước to nhất thì sanh lên phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thọ báo trong tám vạn đại kiếp. Các Bồ Tát nguyện thanh tịnh thế giới cũng vô lượng kiếp, nhập đạo được niết bàn, ấy là thường lạc. Hỏi: như trong phẩm Nê Lê địa ngục nói tội hủy báng bát nhã ba la mật bị ở trong địa ngục phương này kiếp tận, lại đến trong địa ngục phương khác, thế vì sao ở đây nói đến tội to nhất thọ báo chỉ trong một kiếp? Đáp: Phật pháp vì chúng sanh nên có hai đạo giáo hóa, một là Phật đạo, hai là thanh văn đạo. Trong thanh văn đạo, người tạo tội ngũ nghịch, Phật nói họ chịu địa ngục một kiếp. Trong Bồ Tát đạo, người phá Phật pháp thì nói họ ở phương này kiếp tận, lại đến phương khác chịu vô lượng tội. Trong pháp thanh văn, phước to nhất thọ báo tám vạn kiếp. Trong Bồ Tát đạo, phước lớn nhất thọ báo vô lượng a tăng kỳ kiếp. Vì vậy nên phước đức cần có nguyện, ấy là nguyện thọ vô lượng thế giới chư Phật. Kinh: niệm vô lượng Phật độ chư Phật tam muội thực hiện trước mặt. Luận: vô lượng Phật độ là các Phật độ trong mười phương. Niệm Phật tam muội là thường lấy tâm và mắt thấy mười phương ba đời các đức Phật như hiện ở trước mặt. Hỏi: sao gọi là niệm Phật tam muội? Đáp: niệm Phật tam muội có hai. Một, trong pháp thanh văn, đối với một Phật thân, tâm và mắt thấy ở khắp mười phương. Hai, trong Bồ Tát đạo, niệm ba đời Phật mười phương chư Phật ở trong vô lượng Phật độ. Vì vậy nên nói niệm vô lượng Phật độ chư Phật tam muội thực hiện ở trước. Hỏi: như Bồ Tát tam muội có trùng trùng vô lượng, sao chỉ tán thán Bồ Tát ấy được niệm Phật tam muội hiện ở trước mặt? Đáp: vì Bồ Tát ấy niệm Phật nên được vào trong Phật đạo, vì vậy nên niệm Phật tam muội thường hiện ở trước. Lại nữa, niệm Phật tam muội hay trừ các thứ phiền não và tội chướng đời trước, các thứ tam muội khác
Có thứ trừ được dâm, không thể trừ được sân. Có thứ trừ được sân, không thể trừ được dâm. Có thứ trừ được si, không thể trừ được dâm sân. Có thứ trừ được ba độc, không trừ được tội đời trước. Còn niệm Phật tam muội này trừ được tất cả các phiền não và các tội. Lại nữa, niệm Phật tam muội có đại phúc đức, có thể độ sanh. Các Bồ Tát ấy muốn độ chúng sanh, các tam muội khác không bằng phúc đức của niệm Phật tam muội này, có thể trói hết các tội. Như nói, xưa có 500 khách buôn vào biển tìm châu báu, gặp ngư vương già ma già la hả miệng. Nước biển chảy vào trong đó, thuyền đi rất mau, sắp trôi dạt vào miệng ngư vương. Thuyền sư hỏi người ở trên lầu, ngươi thấy gì? Đáp, thấy ba mặt trời xuất hiện, núi bạc la liệt, nước chảy dồn đến như vào hang lớn. Thuyền sư nói, ngư vương ma già la ấy hả miệng. Một mặt trời là thật, hai mặt trời kia là hai mắt của cá, núi bạc là răng của cá, nước chảy gấp đến là vào miệng cá. Chúng ta thôi xong rồi, vậy ai nấy đều phải cầu xin các thiên thần cứu vớt. Khi ấy mọi người đều lo cầu việc đó mà vẫn không thấy ích gì. Bấy giờ ở đó có yêu bà tắc thọ ngũ giới nói với mọi người, chúng ta hãy cùng xưng niệm Nam Mô Phật, Phật là đấng vô thượng hay cứu vớt khổ ác. Tức thời ai nấy đều nhất tâm xưng Nam Mô Phật. Chuyện về cá ấy đời trước đó là đệ tử phá giới của Phật được trí túc mạng. Khi nghe xưng tiếng Phật tâm tự hối ngộ, liền ngậm miệng lại. Người trên thuyền được thoát chỉ nhờ niệm Phật mà trừ được trọng tội, thoát khỏi các khổ ác, huống gì niệm Phật tam muội. Lại nữa, Phật là Pháp Vương, Bồ Tát là Pháp Tướng, chỉ có Phật Thế Tôn được tôn trọng, thế nên nên thường niệm Phật. Lại nữa, thường niệm Phật được các thứ công đức lợi lạc cũng như đại thần đặc biệt mong ân sủng mà thường niệm đến chủ. Bồ Tát cũng như vậy, biết các thứ công đức và vô lượng trí tuệ đều từ nơi Phật mà được, và biết ân Phật rất nặng nên thường niệm Phật. Ông hỏi vì sao thường niệm Phật mà không thực hành các tam muội khác. Nay nói thường niệm cũng không nói là không thực hành các tam muội khác, vì thực hành niệm Phật tam muội nhiều cho nên nói là thường niệm. Lại nữa, trước tôi nói không vô tướng vô tác tam muội, mà trước nói niệm Phật tam muội cho nên nay nói. Kinh hay khuyến thỉnh vô lượng chư Phật. Luận, khuyến thỉnh có hai, một là lúc Phật mới thành đạo, Bồ Tát ngày đêm sáu thời lễ thỉnh, bày vai áo bên phải, chắp tay nói, vô lượng chư Phật trong mười phương Phật độ, lúc mới thành đạo chưa chuyển pháp luân, tôi tên kính thỉnh hết thảy chư Phật vì chúng sanh chuyển xe pháp độ thoát hết thảy. Hai là lúc chư Phật muốn xả bỏ vô lượng thọ mạng để vào niết bàn, Bồ Tát cũng đêm ba thời ngày ba thời bày vai áo bên phải chắp tay nói, vô lượng chư Phật trong mười phương Phật độ, tôi tên thỉnh Phật trụ lâu ở thế gian vô lượng số kiếp để độ thoát hết thảy lợi ích chúng sanh, ấy gọi là thượng khuyến thỉnh vô lượng chư Phật. Hỏi, theo lệ của chư Phật hẳn là phải thuyết pháp rộng độ chúng sanh, lẽ ấy tự nó phải như vậy, cớ sao lại cần phải thỉnh? Nếu chư Phật ở trước mặt thời có thể thỉnh được, còn nay như Phật trong mười phương vô lượng Phật độ mắt cũng không thấy được, làm sao mà thỉnh? Đáp, chư Phật tuy hẳn phải thuyết pháp không đợi người khuyến thỉnh, nhưng ai thỉnh cũng được phước. Như đại quốc vương tuy được nhiều đồ ăn ngon mà có người thỉnh mời, chắc được ân phước để ghi nhận tâm người kia vậy. Lại như tâm từ niệm tưởng chúng sanh khiến được khoái lạc, chúng sanh tuy không được gì nhưng người niệm tưởng được phước rất lớn, thỉnh Phật thuyết pháp cũng như vậy. Lại nữa, có các đức Phật không có ai thỉnh bèn nhập niết bàn mà không thuyết pháp, như trong kinh Pháp Hoa Đức Thế Tôn đa bảo vì không có người thỉnh bèn vào niết bàn, về sau hóa thân Phật và tháp bảy báu vì để làm chứng việc nói kinh Pháp Hoa mà xuất hiện cùng một lần. Cũng như Phật tu phiến đa vì bản hạnh của đệ tử chút thuần thục nên bỏ mà vào niết bàn, lưu lại hóa Phật một kiếp để độ chúng sanh. Này Đức Thích Ca Văn Phật, sau khi đắc đạo 57 ngày im lặng không thuyết pháp, tự nói, pháp của ta sâu xa, khó hiểu, khó biết, hết thảy chúng sinh bị ràng buộc theo pháp thế gian không thể hiểu được, chẳng bảo ta im lặng vào niết bàn là vui. Bấy giờ các Bồ Tát và Thích Đề Hoàn Nhân, Trời Đế Thích, Phạm Thiên Vương, Chư Thiên chắp tay thỉnh lễ, thỉnh Phật vì chúng sanh bắt đầu chuyển pháp luân, Phật im lặng nhận lời, sau đó Ngài đi đến trong rừng Nai thuộc thành Ba La Nại chuyển pháp luân. Như vậy sao nói thỉnh Phật không có ích chi? Lại nữa, Phật pháp xem chúng sanh đều bình đẳng, không quý, không tiện, không khinh, không trọng. Có người thỉnh thì Ngài vì loài thỉnh ấy mà thuyết pháp cho họ. Tuy chúng sanh không thấy Phật, mà Phật thường thấy tâm chúng sanh cũng nghe lời họ thỉnh. Giả sử chư Phật không nghe không thấy, người thỉnh Phật cũng có phước đức, huống gì Phật đều nghe thấy, mà thỉnh Phật lại không ích sao? Hỏi, đã biết thỉnh Phật là có ích, vì sao chỉ thỉnh có hai việc? Đáp, các việc khác không cần thỉnh, hai việc này mới thiết yếu phải thỉnh.
Nếu không thỉnh mà Phật tự thuyết, sẽ có bọn ngoại đạo nói thể đạo thường định, cớ sao ái trước pháp đa ngôn đa sự, vì vậy nên cần có thỉnh mới thuyết. Hoặc có người nói, nếu biết các pháp tướng thì không nên ham sống trụ lâu ở thế gian, nên sớm vào niết bàn, vì vậy nên cần có thỉnh. Hoặc không thưa thỉnh mà thuyết, người ta sẽ nói Phật ái trước pháp, muốn cho người ta biết nên phải đợi người ta thưa thỉnh mới chuyển pháp luân. Các hàng ngoại đạo tự đắm trước vào pháp, hoặc thưa thỉnh hoặc không thưa thỉnh vẫn tự nói pháp cho người. Còn Phật đối với pháp không ái trước, mà vì thương xót chúng sanh nên có thỉnh Phật thuyết, Phật mới vì họ thuyết. Chư Phật không do không thưa thỉnh mà bắt đầu chuyển pháp luân. Như kệ nói, Phật nói cái gì thật, cái gì là bất thật, thật cùng với bất thật, cả hai đều không thật. Chân thật tướng như vậy, không nghi luận các pháp, vì thương xót chúng sanh, phương tiện chuyển pháp luân. Lại nữa, nếu không thưa thỉnh mà Phật tự thuyết pháp, ấy là tự hiện bài chỗ, tự chấp trước pháp, tất phải đáp 14 vấn nạn. Nay chưa thiên thỉnh mà Phật thuyết pháp, chỉ vì các đoạn khổ già bệnh chết, không vì hí luận, cho nên Phật không đáp 14 vấn nạn mà không lỗi. Vì nhân duyên ấy nên cần có thỉnh mới chuyển pháp luân. Lại nữa, Phật sanh ở trong loài người, dùng theo pháp của bậc đại nhân, tuy có tâm đại bi nhưng không thỉnh, thời không nói. Nếu không thỉnh mà nói, ngoại đạo sẽ chê, vì vậy nên ban đầu cần phải có thỉnh. Lại nữa, hàng ngoại đạo tôn thờ Phạm Thiên, này Phạm Thiên tự thỉnh Phật, thời ngoại đạo sẽ tâm phục. Lại nữa, pháp Bồ Tát, ngày ba thời, đêm ba thời, thường hành ba việc. Một, sáng sớm bày vác áo bên phải, chắp tay lễ mười phương Phật, nói, tôi tên, hoặc đời nay hoặc đời quá khứ, trong vô lượng kiếp, thân khẩu ý tạo tội ác nghiệp, xin sám hối trước Phật hiện tại trong mười phương, nguyện được diệt trừ, không làm trở lại, trưa chiều và đêm ba thời cũng như vậy. Hai, nghĩ đến công đức sở hành của chư Phật trong ba đời mười phương và công đức của chúng đệ tử Phật mà tùy hỷ khuyến chọn. Ba, khuyến thỉnh các đức Phật hiện tại trong mười phương bắt đầu chuyển pháp luân và thỉnh chư Phật trụ lâu ở thế gian vô lượng kiếp để độ thoát hết thảy. Bồ Tát thực hành ba việc ấy, công đức vô lượng dần dần được gần Phật, vì vậy nên cần khuyến thỉnh. Kinh, hay đoạn các thứ kiến triền và các phiền não. Luận kiến có hai, một là thường, hai là đoạn. Thường kiến là thấy năm ấm thường, tâm tin nhận vui thích. Đoạn kiến là thấy năm ấm đoạn, tâm tin nhận vui thích. Hết thảy chúng sinh phần nhiều rơi vào trong hai kiến đó. Bồ Tát tự dứt hai kiến đó, cũng trừ hai kiến cho hết thảy chúng sanh, khiến ở vào trung đạo. Lại có hai kiến, hữu kiến và vô kiến. Lại có ba kiến, hết thảy pháp đều chấp nhận, hết thảy pháp đều không chấp nhận, hết thảy cũng chấp nhận, cũng không chấp nhận. Lại có bốn kiến là chấp thế gian thường, thế gian vô thường, thế gian cũng thường, cũng vô thường, thế gian cũng phi thường, cũng phi vô thường, hoặc chấp ngã và thế gian hữu biên, vô biên, cũng hữu biên, cũng vô biên, cũng phi hữu biên, cũng phi vô biên, hoặc chấp có kẻ sau khi chết như đi, có kẻ sau khi chết không như đi, có kẻ sau khi chết như đi không như đi. Có kẻ sau khi chết cũng chẳng như đi, cũng chẳng không như đi. Lại có năm kiến là thân kiến, biên kiến, tả kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, như vậy vân vân, các thứ kiến chấp cho đến 62 kiến đều dứt hết. Các kiến như vậy do các thứ nhân duyên sanh, các thứ chính ngôn quá sát hoặc ở bên các bậc thầy nghe được, các thứ tướng như vậy có thể làm nhân cho các kiết sử, đem đến mọi thứ khổ cho chúng sanh, ấy gọi là các thứ kiến. Nghĩa chữ kiến sau sẽ nói rõ. Triền là 10 triền, sân, giấu tội, ngủ say, ngủ gật, dẫn cợt, dao động, không tàng, không quý, san tham, tật đố. Lại nữa, hết thảy phiền não trói buộc tâm đều gọi là triền. Phiền não là thứ có thể khiến tâm phiền muộn, vì có thể não loạn tâm nên gọi là phiền. Phiền não có hai là đắm trước ở bên trong và đắm trước ở bên ngoài. Thứ đắm trước ở bên trong là năm kiến, nghi mạn, vân vân. Thứ đắm trước ở bên ngoài là dâm sân, vân vân, vô minh chung cả trong lẫn ngoài. Lại có năm thứ kiến, một thuộc ái và một thuộc kiến. Lại có ba thứ, một thuộc dâm, một thuộc sân và một thuộc si, ấy gọi là phiền não. Triền, có người nói 10 triền, có người nói 500 triền. Phiền não là hết thảy kiết sử. Kiết có 9, sử có 7, hiệp thành 98 kiết sử. 30 ở dục giới, 31 ở sắc giới, 31 ở vô sắc giới. Như cả triền diên ở trong A Tỳ Đàm nghĩa thuyết, 10 triền và 98 kiết là 108 phiền não. Trong A Tỳ Đàm của Độc Sử thì số kiết cũng đồng, còn triền thì có 500. Các phiền não như vậy, Bồ Tát dùng mọi phương tiện để tự dứt, cũng có phương tiện khôn khéo dứt các phiền não cho người khác. Như lúc Phật tại thế, có ba anh em nhà nọ, nghe ở nước Tỳ Gia Ly có người kỹ nữ tên Yêm La Bà,
ở thành Xá Bà Đề có người kỹ nữ tên Tu Mạn Đa, ở thành Vương Xá có người kỹ nữ tên Yêu Bát La Bàn Nà. Cả ba người sau khi nghe người ta ca ngợi ba người con gái đoan chánh không ai bằng, thì ngày đêm chuyên nhớ, tâm đắm đuối không rời, bèn ở trong mộng thấy cùng hành sự. Khi thức dậy suy nghĩ, người con gái kia không đến, ta cũng không đi, mà sao dâm sự được thành? Nhân đó mà tỉnh ngộ, hết thảy các pháp đều như vậy chăng? Liền đi đến chỗ Bồ Tát Bạt Đà Ba La hỏi việc ấy. Bạt Đà Ba La đáp, các pháp thật như vậy, đều từ tâm niệm sanh. Như vậy các thứ vì ba người ấy mà phương tiện khéo nói các pháp không? Khi ấy ba người liền chứng được A Bệ Bạt Trí. Các Bồ Tát ấy cũng như vậy, vì các chúng sanh mà dùng các cách khéo léo thuyết pháp giúp các kiến triển phiền não cho họ, ấy gọi là hai đoạn các kiến triển và các phiền não. Kinh Du Hí và xuất sanh trong ngàn tam muội luận, các Bồ Tát tâm thiền định điều hòa, có trí tuệ thanh tịnh và các phương tiện nên hay xuất sanh các thứ tam muội. Thế nào là tam muội? Thiện tâm trụ một chỗ không dao động, ấy gọi là tam muội. Lại có ba thứ tam muội, có giác, có quán, không giác, có quán, không giác, không quán. Lại có bốn thứ tam muội hệ thuộc dục giới, tam muội hệ thuộc sắc giới, tam muội hệ thuộc sắc giới, tam muội hệ thuộc vô sắc giới, tam muội không hệ thuộc. Trong ấy được dùng đến là Bồ Tát tam muội. Như trước nói, đối với Phật tam muội chưa được viên mãn phải siêng hành siêng tu nên nói là hay phát sanh. Hỏi: Bồ Tát vì sao xuất sanh và dạo chơi trong năm ngàn tam muội ấy? Đáp: Chúng sanh vô lượng, tâm hạnh chẳng đồng, có kẻ lợi căn, có kẻ độn căn, đối với các kiết sử có dày có mỏng, thế nên Bồ Tát thực hành trong ngàn tam muội để giúp trần lao cho họ. Cũng như muốn làm cho người nghèo trở nên giàu to thì phải chuẩn bị các thứ tài vật tất cả được đầy đủ, vậy sao mới có thể cứu vớt người nghèo. Lại như người muốn trị bệnh cho mọi người thì phải chuẩn bị các thứ thuốc, vậy sao mới trị được. Bồ Tát cũng như vậy, muốn rộng độ chúng sanh nên thực hành các thứ tam muội. Hỏi: Chỉ nên xuất sanh các thứ tam muội ấy có gì lại dạo chơi trong đó? Đáp: Tâm Bồ Tát xuất sanh các tam muội lại vui thích ra vào tự tại nên gọi là chơi, chứ không phải lối chơi giỡn theo ái kiết. Hí chơi giỡn tức là tự tại, như sư tử giữa bầy nai tự tại không sợ nên gọi là hí. Các Bồ Tát ấy đối với các tam muội có sức tự tại hay ra hay vào cũng như vậy. Các người khác đối với tam muội có thể tự tại vào mà không thể tự tại trú, và tự tại ra có thể tự tại trú không thể tự tại vào tự tại ra, có thể tự tại ra không thể tự tại trú tự tại vào, có thể tự tại vào tự tại trú không thể tự tại ra, có thể tự tại trú tự tại ra không thể tự tại vào. Bồ Tát ấy có thể tự tại đủ ba cách nên nó là Du Hí và xuất sanh trong ngàn tam muội. Kinh: Các Bồ Tát thành tựu vô lượng các thứ công đức như vậy. Luận: Các Bồ Tát ấy thành tựu vô lượng công đức như vậy. Các Bồ Tát là các Bồ Tát cộng trú với Phật, muốn tán thán công đức kia trải vô lượng ức kiếp không thể cùng tận, vì vậy nên nói thành tựu vô lượng công đức. Kinh: Các ngài tên là Kiền Đà La Bồ Tát, tạo dịch Thiện Thủ, Lạt Na Na Già La Bồ Tát, tạo dịch Bảo Tích, Đạo Sư Bồ Tát, Na La Đạt Bồ Tát, Tinh Đắc Bồ Tát, Thủy Thiên Bồ Tát, Chủ Thiên Bồ Tát, Đại Ý Bồ Tát, Ích Ý Bồ Tát, Tác Ý Bồ Tát, Bất Hư Kiến Bồ Tát, Thiện Tấn Bồ Tát, Thắng Thế Bồ Tát, Thường Cận Bồ Tát, Bất Xả Tinh Tấn Bồ Tát, Nhật Tạng Bồ Tát, Bất Khuyến Ý Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát, Tổng Dịch Diệu Đức, Chất Bảo Ấn Bồ Tát, Thường Cử Thủ Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Vô Lượng Trăm Ngàn Vạn Đức Na Do Tha các Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy, đều là bậc bổ sứ kế thừa tôn vị. Luận: Các Bồ Tát như vậy cùng trú với Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá. Hỏi: Các Bồ Tát như vậy rất nhiều, vì sao chỉ kể tên 22 vị Bồ Tát? Đáp: Các Bồ Tát có vô lượng trăm ngàn vạn ức không thể nói hết, nếu nói hết thì văn tự không chép đủ. Trong đây Bồ Tát có hai hạng là cư gia và xuất gia, 16 Bồ Tát như Thiện Thủ vân vân là Bồ Tát cư gia, Bạt Đà Bà La là Bồ Tát cư gia người cũ ở thành Vương Xá, Bảo Tích Vương Tử Bồ Tát là người nước Tỳ Xá Ly, Tinh Đắc Trường Giả Tử Bồ Tát là người nước Chiêm Ba, Đạo Sư Sư Cư Sĩ Bồ Tát là người Xá Bà Đề, Từ Thị Diệu Đức Bồ Tát vân vân là Bồ Tát xuất gia, Quán Thế Âm Bồ Tát vân vân là Phật độ tha phương đến. Nếu nói cư gia là đã gần hết thầy Bồ Tát cư gia, nói Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tha phương cũng như vậy. Hỏi: Thiện Thủ Bồ Tát có gì thủ thắng mà kể ra trước hết? Nếu vì lớn nên kể trước thì nên kể đến Bồ Tát Biến Cát, Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế Chí vân vân. Nếu vì nhỏ nên kể trước thì nên kể các Bồ Tát nhục thân, sơ phát ý tâm.
Đáp: không vị lớn không vị nhỏ, mà vị thiện thủ Bồ Tát là người cũ của thành Vương Xá, lớn hơn cả trong hàng Bạch Y Bồ Tát. Phật ở thành Vương Xá muốn thuyết Bát Nhã Ba La Mật, vì vậy nên nói đến thiện thủ trước hết. Lại nữa, thiện thủ Bồ Tát có vô lượng các thứ công đức, như trong ban châu tam muội Phật tự hiện ra ở trước tán thán công đức kia. Hỏi: nếu Di Lặc Bồ Tát đáng xưng là bổ xứ, thì các vị Bồ Tát khác sao cũng nói là kế thừa tôn vị? Đáp: các Bồ Tát ấy ở Phật độ mười phương đều là vị Phật bổ xứ. Chương 12 giải thích tam muội. Kinh: bấy giờ Thế Tôn tự trải tòa sư tử, ngồi kiết già, mình thẳng, buộc niệm ở trước vào tam muội phương tam muội, hết thảy tam muội đều nhập vào trong đó. Luận: hỏi, Phật có thị giả và các Bồ Tát, vì sao Ngài tự trải tòa sư tử? Đáp: việc ấy là Phật hóa thành, muốn để cho thích hợp với đại chúng, vì vậy nên A Nan không thể được trải. Lại nữa, tâm Phật hóa làm cho nên nói là tự trải. Hỏi, sao gọi là tòa sư tử? Ấy là Phật tự hóa làm sư tử, hay là có sư tử thật đến, hay là vàng bạc cây đá làm sư tử? Lại sư tử không phải là giống thú hiền, Phật không cần đến, cũng không nhân duyên, cho nên nó không nên đến. Đáp: đây hiệu là sư tử chứ không phải là thật sư tử. Phật là sư tử trong loài người, nên chỗ Phật ngồi hoặc giường hoặc trên đất đều gọi là tòa sư tử, cũng như nay chỗ quốc vương ngồi cũng gọi là tòa sư tử. Lại nữa, vua gọi người dũng kiện cũng gọi là nhân sư tử, người xưng hô quốc vương cũng gọi là nhân sư tử. Lại như sư tử giữ loài thú bốn chân, đi một mình không sợ, chết phục được hết thảy. Phật cũng như vậy, ở trong 96 thứ ngoại đạo hoàn phục tất cả mà không sợ sệt, nên gọi là sư tử người. Hỏi, có nhiều cách ngồi, sao Phật chỉ dùng cách ngồi kiết già? Đáp, trong các cách ngồi kiết già an ổn nhất, không mệt mỏi. Ấy là cách ngồi của người tọa thiền nhiếp chú, tay chân, tâm cũng không tán loạn. Lại là cách an ổn nhất trong bốn oai nghi của thân. Thiền tọa ấy là cách ngồi để thủ đạo, ma vương trông thấy tâm nó lo sợ. Cũng như vậy là pháp của người xuất gia. Ngồi kiết già phu tọa dưới rừng cây, chúng nhân trông thấy đều rất hoan hỉ, cho rằng đạo nhân như vậy chắc chắn được đạo. Như kệ nói, nếu kiết già phu tọa, thân an vào tam muội, oai đức người kính ngưỡng như mặt trời chiếu thiên hạ, trừ ngủ biếng che tâm, thân nhẹ không mệt mỏi, giác ngộ cũng dễ dàng, yên như rồng cuộn khúc. Thấy vẻ ngồi kiết già, ma vương cũng sầu sợ, huống gì người nhập đạo ngồi yên không lay động, vì vậy nên ngồi kiết già phu. Lại nữa, Phật dạy đệ tử nên ngồi như thế. Có bọn ngoại đạo hoặc thường có chân để cầu đạo, hoặc thường đứng hoặc vác chân điên cuồng nông nổi như vậy. Tâm chìm biển tà, tình không an ổn. Vì vậy, Phật dạy đệ tử kiết già thân ngồi thẳng. Vì sao thân thẳng? Vì tâm dễ tránh. Thân ngồi thẳng thời tâm không biến nhát, đoan tâm tránh ý, bổn niệm ở trước. Nếu tâm chạy loạn, nhiếp nó trở lại. Vì muốn vào tam muội nên các niệm chạy loạn cũng đều nhiếp nó lại. Bổn niệm như vậy vào tam muội vương tam muội. Sao gọi là tam muội phương tam muội? Tam muội ấy tự tại bậc nhất giữa các tam muội, có thể duyên vô lượng các pháp tướng. Như vua là bậc nhất giữa mọi người, chuyển lên thánh vương là bậc nhất giữa các vua, Phật là bậc nhất giữa hết thảy trên trời dưới trời. Tam muội này cũng như vậy, là bậc nhất giữa các tam muội. Hỏi, nếu do Phật lực thì hết thảy tam muội đều nên bậc nhất, cớ sao chỉ gọi tam muội phương là bậc nhất? Đáp, tuy nói do thần lực của Phật mà các tam muội của Phật hành trì đều bậc nhất, nhưng trong các pháp phải có sự sai khác. Như các chân bảo của chuyển luân thánh vương tuy hơn châu báu của các vua, nhưng trong đó chân bảo ấy tự có sai khác, quý tiện rất khác nhau. Tam muội vương tam muội ấy nhiếp vào định nào, có tướng gì? Có người nói tam muội vương tam muội gọi là tướng tự tại, nhiếp thuộc năm uẩn, hiện ở trong thiền thứ tư. Vì sao? Vì chư Phật ở trong thiền thứ tư thực hành kiến đế đạo, chứng được a na hàm, tức thời trong 18 chi thiền tâm mà chứng được Phật đạo ở trong thiền thứ tư mà xả thọ mạng, và từ trong thiền thứ tư khởi lên mà nhập vô dư niết bàn. Ở trong thiền thứ tư có 8 sanh chú xứ, 8 bội xả, 8 thắng xứ, 10 nhất thiết nhập. Phần nhiều ở trong thiền thứ tư, thiền thứ tư gọi là bất động, pháp thiền định, không ngăn ngại. Ở trong dục giới các dục ngăn ngại tâm thiền định, trong sơ thiền giác quán làm tâm động, trong nhị thiền sự mừng lớn làm tâm động, trong tam thiền sự vui lớn làm tâm động, trong tứ thiền thì không động. Lại nữa, ở sơ thiền bị lửa đốt, ở nhị thiền bị nước ngập, ở tam thiền bị gió thổi, ở tứ thiền không bị ba thứ hoạn nạn đó. Ở đây không còn hơi thở ra vào, xả niệm thanh tịnh. Vì vậy nên vương tam muội, nếu ở trong thiền thứ tư thời như vật báu tốt, cất trong kho tốt. Lại có người nói tam muội của Phật ai biết được tướng đó, hết thảy các Phật pháp nhất tướng vô tướng, vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn.
Các tam muội khác còn không thể lường, không thể đếm, không thể nghĩ bàn, huống gì tam muội phương tam muội. Tam muội như thế duy có Phật biết được, như thần túc sự trì giới của Phật còn không thể biết, huống là tam muội phương tam muội. Lại nữa, tam muội phương tam muội hết thảy các tam muội đều vào trong đó nên gọi là tam muội phương tam muội. Cũng như ở Diêm Phủ Đề, ngàn sông muôn dòng đều chảy vào biển, cũng như tất cả nhân dân đều thuộc quốc vương. Hỏi: Phật có nhất thiết trí không gì không biết, cớ sao phải vào tam muội phương tam muội này, vậy sau mới biết? Đáp: vì muốn chỉ rõ trí tuệ từ nhân duyên sanh để ngăn ngại bọn ngoại đạo. Mà nói trí tuệ của chúng ta trong tất cả thời là thường có thường biết, vì vậy nên nói Phật nhập vào tam muội phương tam muội thời biết, không vào thời không biết. Hỏi: nếu như vậy thời Phật lực giảm yếu? Đáp: lúc muốn nhập tam muội phương tam muội không phải là khó, nghĩ đến liền được, không phải như hàng thanh văn bích chi Phật các tiểu Bồ Tát gắng sức cầu nhập. Lại nữa, nhập vào trong tam muội phương tam muội ấy khiến sáu thần thông thông suốt mười phương không hạn không lượng. Lại nữa, Phật nhập vào tam muội phương tam muội thời biến hóa đủ thứ hiện đại thần lực. Nếu không nhập vào tam muội phương tam muội mà hiện thần lực, thầy có người tâm nghĩ đó là Phật dùng huyễn lực chú thuật, hoặc là đại lực long thần, hoặc là trời, chứ không phải người. Vì sao? Vì thấy một thân xuất ra vô lượng thân, các thứ quang minh biến hóa nên cho là không phải người. Vì để đoạn chỗ nghi đó nên Phật nhập vào tam muội phương tam muội. Lại nữa, Phật nếu vào các tam muội khác thời hàng chư thiên thanh văn bích chi Phật có thể lường biết, tuy nói Phật thần lực là lớn mà còn có thể biết thời tâm cung kính không nặng. Vì vậy nên vào trong tam muội phương tam muội để hết thảy chúng thánh cho đến thập trụ Bồ Tát không thể lường biết, không biết tâm Phật đương ở đâu, duyên ở đâu. Vì vậy nên Phật nhập vào tam muội phương tam muội. Lại nữa, Phật có khi phóng ánh sáng lớn, hiện thần lực lớn, như khi sanh, khi đắc đạo, khi bắt đầu truyền pháp luân, khi chư thiên thánh nhân hòa hiệp tập hội lớn, hoặc khi tội phá ngoại đạo, đều phóng hào quang lớn. Nên muốn hiện sự thủ thắng đó nên phóng ánh sáng lớn, khiến mười phương hết thảy trời người chúng sanh và các a la hán bích chi Phật Bồ Tát đều được thấy biết. Vì vậy nên Phật nhập vào tam muội phương tam muội. Lại nữa, ánh sáng thần lực có hạ trung thượng, chú thuật huyễn thuật làm ra ánh quang biến hóa là hạ. Chư thiên long thần được quả báo có ánh sáng thần lực là trung, và các tam muội do tâm lực và công đức đời nay mà phóng ánh sáng lớn hiện thần lực lớn là thượng. Vì vậy nên Phật vào tam muội vương tam muội. Hỏi: như các tam muội có mỗi mỗi tướng thế nào hết thảy tam muội đều vào trong đó? Đáp: khi được tam muội vương tam muội thì hết thảy tam muội đều được, nên nói đều vào trong đó. Do sức của tam muội ấy mà hết thảy các tam muội đều được, vô lượng vô số không thể nghĩ bàn, vì vậy gọi là vào. Lại nữa, vào trong tam muội phương tam muội ấy thời hết thảy tam muội thế muốn vào liền vào. Lại nữa, vào trong tam muội phương tam muội ấy thể có thể quán hết thảy tướng tam muội như ở trên núi nhìn xuống. Lại nữa, Phật vào trong tam muội phương tam muội ấy thể có thể quán hết thảy mười phương thế giới, cũng có thể quán hết thảy chúng sanh. Vì vậy nên Phật vào tam muội phương tam muội. Kinh: bấy giờ Thế Tôn từ tam muội an lành mà khởi, dùng thiên nhãn quán xem thế giới, toàn thân mỉm cười. Luận: hỏi sao Thế Tôn vào tam muội phương tam muội không thi tác gì mà tự định khởi dậy quán xem thế giới? Đáp: Phật vào tam muội phương tam muội thời hết thảy Phật pháp bảo tạng đều khai mở, đều xem thấy. Ở trong tam muội phương tam muội ấy xem xong, tự nghĩ pháp tạng này của ta vô lượng vô số không thể nghĩ bàn. Vậy sau mới từ tam muội an tưởng mà khởi, dùng thiên nhãn quán xem chúng sanh biết. Quán xem chúng sanh, biết chúng sanh nghèo khổ, pháp tạng này từ nhân duyên mà được. Hết thảy chúng sanh cũng đều có thể được, chỉ vì ở trong si mê không biết cầu tìm, vì vậy nên toàn thân mỉm cười. Hỏi: Phật có Phật nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, hơn thiên nhãn, sao lại dùng thiên nhãn quán xem thế giới? Đáp: vì nhục nhãn thì thấy không khắp, tuệ nhãn thì biết thật tướng của các pháp, pháp nhãn thì thấy người ấy dùng phương tiện gì, hành pháp gì mà đắc đạo, Phật nhãn thì hết thảy phát hiện tiền đều biết rõ ràng, còn thiên nhãn thì thấy thế giới và chúng sanh không bị chướng ngại, các nhãn khác không như vậy. Tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn tuy thắng, song không phải để thấy chúng sanh. Muốn thấy chúng sanh chỉ dùng hai nhãn là nhục nhãn và thiên nhãn. Vì nhục nhãn thấy không khắp bởi có chướng ngại nên dùng thiên nhãn mà xem. Hỏi: này mắt ấy ở nơi Phật sao gọi là thiên nhãn? Đáp: mắt ấy phần nhiều ở chư thiên, thiên nhãn trông thấy không bị chướng ngại núi vách cây cối. Nếu người do sức tu hành tinh tấn chỉ giới thiền định mà có được, không phải phần có được từ khi sanh ra, vì vậy nên gọi là thiên nhãn. Lại nữa, người phần nhiều tôn quý trời, lấy trời làm chúa, Phật theo lòng người, vì vậy nên gọi là thiên nhãn. Lại nữa, trời có ba thứ là danh thiên, sanh thiên, tịnh thiên. Danh thiên, trời trên danh xưng như thiên vương, thiên tử. Sanh thiên, trời theo nơi sanh là đế thích, phạm vương, chư thiên. Tịnh thiên,
Trời theo nghĩa có Đức Thanh Tịnh là Phật, Bích Chi Phật A-La-Hán tôn quý nhất trong hàng tịnh thiên là Phật. Nên Ngài nói thiên nhãn cũng không lỗi. Thiên nhãn quán xem thế giới là vì chúng sanh thường cầu an vui mà lại bị khổ, tâm đắc trước tự ngã mà tâm ấy thật không tự ngã. Chúng sanh thường sợ khổ mà thường hành khổ, nhưng người mù tìm con đường tốt lại bị sa hố sâu. Quá các thứ như vậy xong toàn thân mỉm cười. Hỏi, cười từ miệng phát ra hoặc là qua mắt cười, nay cớ sao nói toàn thân cười? Đáp, Phật là bậc tôn quý tự tại trong thế giới, có thể khiến toàn thân như miệng như mắt, cho nên đều có thể cười. Lại nữa, hết thảy lỗ chân lông đều mở ra, cho nên gọi là cười. Do miệng cười hoan hỉ nên tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Hỏi, Phật là đấng trí tôn trí trọng, vì sao lại cười? Đáp, như đại địa không vì vô sự và tiểu nhân duyên mà rung động, Phật cũng như vậy. Nếu vô sự và tiểu nhân duyên thời không cười, nay vì đại nhân duyên nên toàn thân cười. Thế nào là đại? Phật muốn thuyết đại bát nhã ba la mật, vô ương vô số chúng sanh sẽ nối giống Phật, ấy là đại nhân duyên. Lại nữa, Phật nói, ta đời đời từng làm tiểu trùng ác nhân, dần dần nhóm các thiện căn được đại trí tuệ, này tự thành Phật, thần lực vô lượng, tối thượng tối đại, hết thảy chúng sanh cũng có thể được như vậy. Tại sao đúng chịu khổ nhọc mà lại đọa chỗ nhỏ, vì vậy nên cười. Lại nữa, có nhân nhỏ mà quả to, duyên ít mà báo lớn, như cầu Phật đạo chỉ tán thán một bài kệ, một lần xưng Nam Mô Phật, đốt một nén hương mà chắc chắn được làm Phật, huống gì nghe hiểu các pháp thật bất sanh bất diệt. Không bất sanh bất diệt mà nhân duyên hành nghiệp cũng không mất, vì việc ấy nên cười. Lại nữa, tướng bát nhã ba la mật thanh tịnh như hư không, không thể cho, không thể lấy. Phật dùng các phương tiện quang minh thần đức để giáo hóa hết thảy chúng sinh, khiến tâm điều nhu, vậy sao mới có thể tín thọ bát nhã ba la mật. Vì vậy nên nhân đó mà cười và phóng quang. Cười có các nhân duyên, có người hoan hỉ mà cười, có người xuân nhuế mà cười, có người khinh người mà cười, có người thấy sự lạ mà cười, có người thấy việc đáng hổ thẹn mà cười, có người thấy phương khác phong tục lạ mà cười, có người thấy việc hy hữu khó được mà cười. Này là việc hy hữu khó nhất, các pháp tướng vốn bất sanh bất diệt, chân không vô tự vô danh, vô hồn vô thuyết, mà muốn tác danh lập tự để nói cho chúng sanh khiến được giải thoát, ấy là sự khó nhất. Cũng như đống lửa lớn trong do tuần, có người đội cỏ khô, đi qua trong lửa mà không bị cháy một ngọn lá, ấy là rất khó. Chư Phật cũng như vậy, mang các cổ danh tự của vạn pháp vào trong thật tướng các pháp mà không bị ngọn lửa nhiễm trước bốc cháy, đi thẳng qua vô ngại, ấy là rất khó. Vì việc khó ấy nên cười, như vậy các việc khó hy hữu, cho nên toàn thân cười. Chương 3. Giải thích phóng quang. Kinh từ trong tướng bấy xa ngàn cam dưới bản chân, phóng ra 600 vạn ước ánh sáng. Luận, hỏi, Phật vì sao trước tiên phóng ánh sáng nơi thân? Đáp, đã đáp ở trong đoạn nói về nhân duyên cười trên kia, nay sẽ nói thêm, có người thấy Phật vô lượng thân phóng ánh sáng lớn, danh lòng thanh tịnh cung kính, biết đó không phải là người thường. Lại nữa, Phật muốn hiện tướng bắt đầu của ánh sáng trí tuệ, nên trước tiên phóng ra thân quang. Chúng sanh biết Phật thân quang đã hiện thì trí tuệ quang cũng sẽ xuất hiện. Lại nữa, hết thảy chúng sanh thường đóng trước dục lạc, trong ngũ dục sắc là đầu tiên. Khi thấy ánh sáng nhiệm màu này, tâm chắc ưa thích mà xả bỏ các vui cũ, khiến tâm dần dần ly dục. Vậy sao nói trí tuệ cho? Hỏi, các thiên nhân khác cũng có thể phóng quang, vậy Phật phóng quang có gì sai khác? Đáp, các thiên nhân tuy có thể phóng quang nhưng có hạn lượng, mặt trời mặt trăng chỉ chiếu trong tứ thiên hạ, còn Phật phóng quang chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Từ tam thiên đại thiên thế giới xuất ra chiếu khắp đến hạ phương, ánh sáng của người khác chỉ làm cho người hoan hỉ mà thôi, còn Phật phóng quang có thể khiến hết thảy người nghe pháp đắc độ, vì thế cho nên khác. Hỏi, như trong một thân đầu ở trên hết, sao lại trước tiên từ dưới chân phóng quang? Đáp, thân được trụ đều do chân. Lại nữa, trong một thân tuy đầu quý mà chân tiện, Phật không tự quý ánh sáng, không vì lợi dưỡng, vì thế nên ở chỗ tiện phóng quang. Lại nữa, các rồng rắn lớn quỷ thần từ trong miệng tuôn ánh sáng, độc hại vật trước mắt. Nếu Phật từ miệng phóng ánh sáng, chúng sinh sẽ sợ hãi. Ánh sáng lớn gì thế lại sợ bị hại, cho nên Phật từ dưới chân phóng quang. Hỏi, dưới chân có 600 vạn nước ánh sáng cho đến nhục kế là đều đếm được, còn không thể chiếu khắp tam thiên, đại thiên thế giới, huống gì mười phương. Đáp, thần quang ấy là gốc của các ánh sáng, từ gốc ra chi lưu vô lượng vô số, cũng như con trùng ca la cầu la, thân nó bé tí, sau gặp gió thì to dần cho đến có thể nuốt hết tất cả. Ánh sáng cũng như vậy, có thể độ được chúng sanh, cả tăng đến vô hạn. Kinh, 10 ngón chân, 2 mắt cá, 2 bắp chân, 2 đầu gối, 2 bắp vế, lưng, xương sống, bụng, lỗ rốn, tim, chữ vạn ở ngực,
vai, cánh tay, 10 ngón tay, cổ, miệng, 40 cái răng, 2 lỗ mũi, 2 mắt, 2 tai, tướng lông trắng, nhục kế, mỗi mỗi phóng ra 600 vạn ước ánh sáng. Luận, hỏi ánh sáng dưới chân có thể chiếu đến tam thiên đại thiên và 10 phương thế giới. Thì mỗi mỗi thân phận có phóng ra 600 vạn ước ánh sáng nữa để làm gì? Đáp, trước tôi đã nói ánh sáng dưới chân chỉ chiếu hạ phương, các phương khác không chiếu, thế nên lại phóng ánh sáng nơi mỗi thân phận. Có người nói trong hết thảy thân phận chân là chỗ đứng, cho nên rất lớn, các phần khác không được vậy.